Tết đến rồi, Tết nha các bác thế nào? Mai vàng kìa, treo lồng đèn đỏ trực thế rồi. Mình thì vẫn ở trại thôi các bác ạ, vẫn phơi phấn, vẫn cản phấn bình thường. Đây các bác thấy này, biết các bác nhìn thấy không? Ngày mùng 9 này là ngày 30 Tết đấy các bác. Đây, ngày mùng 9 tháng 2 2024. Đây, ngày tất niên này. Nói chung là các bác chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Chúc tất cả các bác năm mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều thành công trong cuộc sống. Chúc tất cả các anh em đam mê nuôi ong thì sang năm 2024 được mùa, được giá, luôn luôn khỏe mạnh. Còn với mình thì nói chung là ăn Tết xa nhà thì nó cũng thường xuyên. Tâm ra là mình thật sự là cũng nhớ nhà lắm, nhưng mà công việc mà cũng không biết làm nào được. Cái thời điểm này là cái thời điểm mà mình đã nói rồi là mình phải ở đây để gỡ, tức là đầu tư cả 6 tháng trời nó mưa ấy, là đủ đường cho ông ăn. Bây giờ là thu phấn với lại có mật thì bắt đầu mới gỡ được. Cho nên là mùa này là mình chấp nhận phải xa nhà thôi, thì mình cái nghề mình đã chọn thì mình phải đi theo thôi các bác ạ. Có một cái bài hát hôm qua mình nằm mình nghe nó đúng tâm trạng lắm. Hôm nay hát cho các bác nghe, các bác đừng có cười nhá, đừng chê nhá. Cái bài chiều 30 Tết của bạn Đạt Long Vinh này mình nghe hôm qua, là tự nhiên hôm qua mình coi TikTok ấy thì nghe được, nó rất là đúng tâm trạng luôn và nó hay. Và bây giờ đúng là giữa trưa 30 Tết này, hát tặng tất cả các bác. Hát bằng cái này nhá. Rộn rã trong lòng khi nhận ra là chiều cuối năm, rồi xa băng lòng cho dù xuân đang về đỏ thắm. Cánh mai vàng rơi đường quê âm thầm, nãy cha thêm tóc trắng, mẹ bên bếp than hồng, sao giờ mày biệt tâm. Thành phố đông người, hoa và xe tràn ngập khắp nơi. Tuổi mấy mươi rồi, trong bàn tay trai hằn mệt mỏi, thế nên nàng xuân nhìn tôi không cười. Không hoa không áo mới ở nơi chốn quê nhà, xin an lòng mẹ ơi. Chiều 30 Tết cho con nợ thêm năm nữa, mẹ à, nợ vì phương xa không như lời con đã hứa. Về nhà nợ mẹ bữa cơm đoàn viên, nợ mẹ tâm dấu ngoan hiền, nợ đời con biết nên con suốt đời lang bạc trần chuyên. Đường sao xa quá, tay con làm sao sưởi ấm, tay cha vạn phần bốn ba, cho con gửi thêm áo ấm làm quà, thêm một bữa cơm cà dưa, cho chuyện suốt đêm giao thừa. Vậy mà con hứa, nhưng con chẳng về chiều 30 Tết. Cái bài này mới nghe hôm qua thôi, nhưng mà nó thấm lắm bác ạ. Thật sự đi ong thì đây là cùng cảnh của rất nhiều anh em nuôi ong, thật sự luôn đấy. Nghe nó đi nuôi ong tầm này là xa nhà, gần như xa nhà hết mà. Đặc biệt là con ông ngoại các bác. Nói chung là hát đến tầm này thôi nha các bác nhé.